Xin chào các khách hàng thân yêu đã đến với livestream của DK Eyebrow Beauty ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách hàng qua để trải nghiệm dịch vụ laser lông mày nhé. Em chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho mọi người biết tên của mình và cũng như là mình đang sinh sống ở khu vực nào được không ạ? Chị là Hoài ở Hoàn Kiếm em ạ. Dạ vâng ạ. Chị Hoài ơi, như em được biết là hôm nay mình qua để trải nghiệm dịch vụ là laser mày đúng không ạ? Ừ. Thì không biết là lông mày chị Hoài làm đã lâu chưa hả chị? Chị làm chắc là khoảng 6-7 năm rồi. Dạ vâng ạ. Hôm nay là mình qua hút và sau đó làm lại đúng không chị? Đúng rồi. À vâng ạ. À, thì như mọi người có thể thấy là tình trạng mực của chị Hoài sau 7 năm thì màu mực còn khá là đậm. Với những trường hợp như thế này thì khách hàng sẽ hút liệu trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi chuyên gia thực hiện ca laser này nhé. Em bắt đầu nhé chị. Hiện tại DK thì đang sử dụng laser Picomax đời 2022. Do đó khi mà chuyên gia laser thực hiện hút mày cho khách hàng thì sẽ không gây bong chóc cũng như là châm chích cho khách hàng. Đó, sau khi hút thì mực trên bề mặt đã cải thiện khoảng tầm 70%. Dạ vâng ạ. Nhìn sau chị ơi, chị có thể cho khách hàng xem mình trước và sau giữa hai bên. Chị nhìn thấy không? Có hẳn nhỉ? Lông mày của mình thì vẫn còn nguyên chị ạ. Lông mày bên này thì chưa. Ok. Trên bề mặt thì nó đã cải thiện được khoảng tầm 70-80% cái mực của mình rồi. Nhưng mà về nhà thì cái gốc mực ở dưới da của mình nó sẽ còn đẩy lên nữa. Vì thế mà khoảng tầm 7-10 ngày nữa thì chị Hoài sẽ qua để hút buổi tiếp theo chị nhé. Ok. Quá trình laser mày thì diễn ra rất là nhanh thôi. Chị Hoài ơi, chị có thể cho khách hàng biết một chút cảm nhận của mình sau khi mình vừa thực hiện laser mày xong không ạ? Bình thường thì chị nghĩ là sẽ rất là đau ấy. Dạ, nhưng vâng mà ạ. Chị là một người rất sợ đau nhưng mà khi làm xong thì thấy không đau tí nào. Dạ vâng ạ. Sau khi mình làm mày như thế này thì khoảng 7-10 ngày nữa thì em mời chị Hoài qua để mình thực hiện buổi laser tiếp theo. Lúc đấy thì Master One Minh Vương sẽ kiểm tra lông mày của mình xem là đã làm được công nghệ mới hay chót chưa chị nhé. Ok. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhé. Cảm ơn những khách hàng nào đang quan tâm đến dịch vụ laser cũng như các dịch vụ liên quan đến phun xăm tại DK Eyebrow Beauty thì hãy nhanh tay gọi điện đến số điện thoại 091-231-0000 hoặc có thể nhắn tin qua fanpage DK Eyebrow Beauty để được các bạn nhân viên hỗ trợ tư vấn nhé mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại khách hàng trong livestream tiếp theo ạ.